mình bán được nhập khẩu. Thành ra hồi nãy TV cho nó hứa trước đó rồi, thành ra hôm nay TV phải đưa ra những cái bằng chứng lịch sử cho thấy Hồ Chí Minh là một tên giặc Tàu. Rồi quý anh chị em để coi những cái hình ảnh TV đưa lên ha. Bây giờ TV đưa lên ha. Đây nè, Hồ Chí Minh nè. Đó, quý anh chị em thấy Hồ Chí Minh không? Quý anh chị em để ý cái tay của Hồ Chí Minh không? Bốn ngón mà cầm cái viết đó, giống như cầm cái cọ sơn vậy đó. Đó là cái lối viết của người Tàu. Chứ thường thường thời mà TV học tiểu học đó, cô giáo bắt phải cầm nó ở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Cái cây viết nó phải nằm ở giữa cái ngón ngọt trỏ và ngón giữa để mình mới có thể mình viết dễ dàng được. Còn cái cầm viết kiểu này là cái cầm viết của một người Tàu, chứng tỏ Hồ Chí Minh là một người Tàu, phải không? Rồi bây giờ TV cho quý anh thấy nữa nha. Đây, cũng Hồ Chí Minh cầm cây viết theo cái kiểu mà cầm cái cọ sơn thôi. Tại vì cái viết chữ Tàu nó khác, nó ngoặt tới ngoặt lui, phải cầm viết như vậy đó. Thành ra là người Tàu là đúng rồi. Rồi bây giờ cho TV cho quý anh chị coi hình ảnh khác nữa nha. Đây, đây là Nguyễn Ái Quốc nè, bên tay trái đó, quý anh chị em thấy đó là Nguyễn Ái Quốc đó. Họ Nguyễn Ái Quốc mang cái kha bạc này khi còn trẻ nè. Từ lúc mà Hồ Chí Minh đó cầm quyền đó năm 1945, quý anh chị em thấy có khi nào Hồ Chí Minh bận cái đồ mà tay có cravat không? Không có. Họ chuyên môn là Hồ Chí Minh chuyên môn là bận cái đồ mà đại cán, cái đồ của giặc Tàu đó. Và Hồ Chí Minh đó tự xưng là cha già dân tộc, tự xưng là Bác Hồ. Không có ai mà hành xử mà thô bỉ như vậy. Tại vì khi mà hiểu được cái dân tộc tánh của Việt Nam á, thì mình xưng là cha già dân tộc như vậy đó, thì nó trở thành loạn luân đó. Cái Bác Hồ cũng trở thành loạn luân luôn. Đâu phải mà ai cũng kêu mình Bác được. Nhưng mà Hồ Chí Minh hoàn toàn không có loạn luân. Tại vì Hồ Chí Minh là một người Tàu. Thành ra người Tàu trở thành cha của một người Việt Nam không có loạn luân. Và trở thành Bác của người toàn thể dân tộc Việt Nam cũng không có loạn luân nữa. Thấy không? Tất cả nó đều có cái mục đích đó. Tại sao có cái chữ Bác? Tại sao có chữ cha già dân tộc như vậy? Tất cả nó được sắp đặt hết để cho một người Tàu để mà thống lãnh cái đất nước này. Quý vị có tin rằng Việt Nam, Hồ Chí Minh là một người Việt Nam không? Thấy không? Ngay cái phần này cũng là dùng cái tay mà bốn ngón cầm viết đây này. Ký tên Hồ Chí Minh đó. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ dùng toàn là những cái ký hiệu phiên âm không à. Nó là một tên Tàu, thành ra nó dùng tất cả những ký hiệu phiên âm không. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Độc Lập Tự Do. Thấy không? Nó dùng toàn là ký hiệu phiên âm và nó không rành về chữ Việt. Thành ra nó viết sai rồi chỉnh sửa tùm lum tà lá hết. Nó đầy lỗi chính tả luôn. Đây là cái di chúc của Hồ Chí Minh mà viết là như vậy đó. Thấy không? Tuyệt đối bí mật. Hồ Chí Minh viết di chúc
Mà khổ một cái đó, khi mà Hồ Chí Minh mà theo như Vũ Quý Kỳ mà thư ký riêng của Hồ Chí Minh đó, thì Hồ Chí Minh nói rằng là phải hỏa táng cái xác và đưa cho cốt để ba miền đất nước, mà rốt cuộc mấy cái tên cộng sản nó lại thành lập cái lăng Hồ Chí Minh, nó sẵn sàng nó đi ngược lại truyền truyền thống văn hóa phong tục quán của người Việt Nam. Đối với người Việt Nam, chết là phải đem chôn, chứ không có ai mà phải bị phơi xác như vậy. Cái hành động phơi xác này là cái hành động man rợ, nó đi ngược lại tập tục tập quán của người Việt Nam. Và hôm nay đó, nhà nước Việt Cộng đó lại đưa ra những cái luật gọi là bắt buộc người ta phải chôn hết hoặc là thiêu sống, chứ không có được để trong lòng kiến giống như Hồ Chí Minh. Mà cái trường hợp Hồ Chí Minh chỉ là ngoại lệ thôi. Luật pháp là cho toàn dân nhé, cho mọi người, chứ không phải luật pháp mà chỉ có Hồ Chí Minh là được phơi xác như vậy. Đúng không? Cái luật pháp đó là luật pháp man rợ của bọn cầm quyền. Nè, cái phần này đó là TV cũng muốn nói là địa chủ ác ghê. Hồ Chí Minh đó giết là cho bà Nguyễn Thị Năm giết người, giết đến bao nhiêu người đồng bào thì quý anh chị em biết không, giết rồi là ngót 260 đồng bào. Mà một cái bài ngắn như vậy hoàn toàn không có một chứng cứ nào. Nếu mà quý anh chị em vào mà đọc cái bài Địa Chủ Ác Ghê coi, để thấy Hồ Chí Minh viết những lời thô bỉ như thế này, lấy cái bút hiệu là CB là của bác ấy, đăng trên tờ báo Nhân Dân. Cái này là trong cái lịch sử mà quý anh chị em cần vào Google để mà search ra, thấy không? Mụ địa chủ Cát Hành Long, không, mới đầu vô giết chết 14 nông dân vậy thôi à. Một người mà được viết bài mà được đưa lên trang nhất của tờ báo Nhân Dân mà chỉ viết viết như vậy thôi mà không lấy một chứng cứ, rồi tra tấn đánh đạp hàng chục nông dân nay còn tàn tật, ai tên gì, 14 người nông dân chết tên gì, đúng không? Hàng chục nông dân bị tàn tật ở đâu, đâu có phải viết một cái bài mà rất là nhảm nhí như vậy rồi đem cái bài đó ra để mà xử tội bà Cát Hành Long. Hoàn toàn chỉ nói giết người không à, mà không lấy một cái bằng chứng. Quý anh chị em đọc đi, đọc hết cái bài này đi rồi sẽ hiểu tại sao mà có sự tàn ác của cái cách ruộng đất như vậy. Bởi những con người mà vu khống người ta rồi giết người ta như vậy, hoàn toàn không một chút bằng chứng. Nó làm như là nó chứng kiến hết tất cả 260 cái chết này, làm sao chúng ta có thể chấp nhận được một Hồ Chí Minh mà ghê gớm và tàn bạo, mà vu khống người khác như thế, vu khống người người ân nhân của mình như thế. Đó là bà địa chủ Cát Hành Long đó, tức là bà Nguyễn Thị Năm đó, tức là Hồ Chí Minh đã tham dự cái cuộc xử án bà Nguyễn Thị Năm đó đầu tiên đó, thưa quý anh chị em. Và Hồ Chí Minh bịt râu để mà xem cái xử án đó. Và Hồ Chí Minh cũng làm người mà lau nước mắt trước Quốc hội để mà nói rằng là chấm dứt cái cuộc cải cách ruộng đất này, để mà cũng như là khiển trách Trường Chinh vậy đó, là cái tội ác này đã cải cách ruộng đất làm hàng trăm ngàn người chết như vậy là do tội ác của Trường Chinh. Nhưng mà sự thật, cái tên Trường Chinh này
người ta còn ghi lại những cái mà Trường Chinh cầm cầm gậy để mà đánh vô lên mộ của bia mộ của cha mẹ mình, vì cái vấn đề cha mẹ mình quá giàu có và trở thành địa chủ. Giống như bà Cát Thanh Long là cũng là một địa chủ phải bị xử tội chết. Trí phú địa hào đào tận gốc là phải chết như vậy. Kinh hoàng thiệt. Rồi đây đó, Hồ Chí Minh có vợ là Tăng Tuyết Minh, cũng là người Tàu này, bên Trung Quốc. Hình ảnh lịch sử nó ghi rõ ông ta là người Tàu thôi. Đây là cái bằng chứng này cũng là rất là xác đáng này. Đúng không? Mà ghi lại cái Ngục Trung Nhật Ký và xuất bản vào năm 1932 này. Rồi không biết làm sao rồi cái ở đây là sửa đổi thành 42 rồi 43, mình thấy lịch sử của Cộng sản là chuyên môn bị xóa bỏ và thay đổi. Rồi, bây giờ TV cho quý anh chị em xem coi nè, xem cái phần nó có nhiều điều để mà TV chứng minh 256, để mà Hồ Chí Minh đó là một tên gián điệp Tàu. Chỉ có gián điệp Tàu thì mới có cái câu thơ của Tố Hữu đó. Tố Hữu là người người thân cận của Hồ Chí Minh, viết một câu thơ như thế này: viết viết nữa bàn tay không ngút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu rập bước chung lòng, thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Thấy không, nó dạy cho thanh niên học sinh rồi đó, phải biết thờ Mao Chủ tịch và thờ Stalin bất diệt, là hai tên ngoại nhân mà đồ tể của thế giới đó. Mao Trạch Đông là giết hàng mấy chục triệu người dân Trung Quốc, và Stalin cũng giết mấy chục triệu người dân ở bên Liên Xô. Mà ngày nay đó, ở ở ở Hoa Kỳ nó có một cái biểu tượng để mà nói đến cái chết của 100.000 người, ở 100 triệu người chứ. 100 triệu người bị giết bởi cái chủ nghĩa cộng sản, bởi những tên đồ tể cộng sản. Trở lại cái Ngục Trung Nhật Ký đó, thì chúng ta thấy đó, Hồ Chí Minh đó chính là tác giả của Ngục Trung Nhật Ký. TV nghĩ đó là đúng. Tại vì trong trong cuốn sách của Ngục Trung Nhật Ký nói rõ ràng là trung thành vốn lòng không thẹn, lại bị hàm nghi làm Hán gian. Ổng là người Hán, đúng vậy, thành ra ổng mới viết là bị hàm nghi là Hán gian đó. Chỉ có người Hán mới nói cái câu này thôi. Đó là bằng chứng chứng minh là Ngục Trung Nhật Ký là của Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh là một người Hán và bị nghi là làm Hán gian. Vốn biết là đời không dễ xử, đến nay càng khó xử muôn vàn. Đó là cái điều chứng minh Hồ Chí Minh là một người Hán. Thành ra cái tay cầm cầm cái viết giống như tay cầm cọ để mà viết cái chữ Hán. Bây giờ thêm một cái câu trong Ngục Trung Nhật Ký như thế này: ngủ thì người Hán nào cũng lương thiện. Thấy không? Chính ổng là người Hán, thành ra ổng mới viết là ngủ này thì người Hán nào cũng lương thiện. Nhưng mà Hà Nội là dịch ra là ngủ thì ai cũng lương thiện, họ bỏ đi chữ Hán, họ toàn là sửa sai lịch sử không à. Đối với cộng sản là chuyên môn sửa sai lịch sử để mà cho phù hợp những gì mà họ mong muốn. Tỉnh dị phân ra kẻ dữ hiền, hiền dữ phải đâu là tỉnh dữ,
phần nhiều do giáo dục mà nên. Đó, quý anh chị em thấy. Đây cái phần 14 này TV muốn đọc cho quý anh chị em viết nè. Quý vị nhìn vào lời nói của bản hiến pháp 1992 cũng chẳng nói lời nào đến những dòng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Họ phủ nhận giá trị đóng góp của tiền nhân. Họ xem như đất nước ta chỉ mới thành lập từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Bằng chứng là đại sứ Lê Công Phụng ở Mỹ từng tuyên bố rằng đất nước Việt Nam chỉ mới có vài chục năm, còn quá trẻ so sánh với Hoa Kỳ, coi như đất nước Việt Nam này không phải là một nước Việt Nam khi xưa nữa. Chắc cũng là cái ý của tên gián điệp giặc Tàu. Tên gián điệp Tàu. Khi giữ chức Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh vẫn chưa từng một lần về thăm quê hương đất Nghệ An, nơi mà có bà con, cô bác, dòng tộc của mình. Nhưng mà sau khi đó mà dòng tộc chết hết thì Hồ Chí Minh lại về thăm. Nó nhiều điều lắm. Ở trong đây thì... nếu quý vị đọc hết đi thì TV chiếu từ từ cho quý anh chị em đọc hết nè. Cái bài viết Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc nữa. Thì quý chị em ráng đọc hết bài viết này thì TV nghĩ rằng hình ảnh nó rõ ràng như vậy. Thì quý em có thể là pause rồi đọc cái bài viết này rồi. Đó, đây là cái cờ mập của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó. Mà trong cái phim mà Trường Chinh đó, không? 20 mấy tập, 24 tập. Ai người làm đá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến về làm cờ tổ quốc gì các bạn đó. Cộng sản có nói là Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ ra lá cờ. Thì đây quý anh chị em cũng đọc hết đi. Rồi Lê Quang Số là người vẽ ra đất cờ. Nhưng mà sự thật là đọc hết bài này đó thì quý anh em sẽ hiểu rằng là lá cờ này nó được Hồ Chí Minh mang đến chứ không có ai hết. Không có ai là tác giả của nó. Mà từ năm 1945 nó còn quá mới, nó đâu có xưa đâu. Thời đó nó đã có hình ảnh, nó chụp hết trơn rồi. Thành ra ai là người vẽ lá cờ thì sẽ biết ngay. Đến giờ này chúng ta chưa thấy người mà vẽ lá cờ nữa. Đó là cái bài viết mà TV256 mong muốn quý anh chị em đọc. Hiện giờ TV256 nó khô cổ họng lắm rồi. Thành ra nó coi bộ là nó hết sức luôn rồi đó. Thành ra là mong là quý anh chị thông cảm dùm. Đọc dùm TV256 cái bài viết này. Tất cả những bằng chứng 21 điều, 22 điều, 22 điều để mà chứng minh Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc Tàu.